đọc một lần và ngẫm cả đời với những câu nói này. Mời các bạn cùng xem nhé. Nếu bạn cầu xin sự giúp đỡ của thần linh, chứng tỏ bạn tin vào sức mạnh của thần linh. Nếu thần linh không giúp bạn, chứng tỏ thần linh tin tưởng vào năng lực của bạn. Mẹ mình dạy rằng, chậm chạp cũng được, không giỏi giang cũng được, điều quan trọng là con luôn nỗ lực hết mình. Chỉ cần ngày mai, mặt trời còn mọc, thì tất thảy đều còn có thể có hy vọng, chúng ta cũng vậy. Con người sẽ trưởng thành 3 lần. Lần đầu là khi nhận ra mình không phải trung tâm của thế giới. Lần thứ hai là khi phát hiện ra dù cố gắng đến đâu vẫn có những việc cảm thấy thật bất lực. Lần thứ ba là khi biết rõ có những việc bản thân không thể làm được nhưng vẫn cố tranh đấu đến cùng. Khi bạn có tiền trong tay, chỉ có bạn quên mất mình là ai. Nhưng khi bạn không có đồng nào cả, cả thế giới sẽ quên đi bạn là ai. Đó là cuộc sống. Hãy học khi người khác ngủ, lao động khi người khác lười nhác, chuẩn bị khi người khác chơi bời, và bạn sẽ có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước. Bạn sinh ra là một bản gốc, đừng chết như một bản sao. Trong sự đương đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải qua sức mạnh mà bằng sự bền bỉ. Nếu bạn không tự xây ước mơ của mình, thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ. Làm việc là một điều tuyệt vời, nhưng dù thế nào, bạn cũng không được phép trở thành nô lệ cho công việc. Đừng có mong đợi một cuộc đời không rắc rối, làm gì có chuyện ấy. Thay vì vậy, hãy mong đợi một cuộc đời với toàn những rắc rối dễ thương đi. Giấc mơ không phải là thứ bạn nhìn thấy khi ngủ, giấc mơ là những điều mà không cho phép bạn ngủ.